Sáng nay, đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 có buổi làm việc với Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, mục đích của buổi làm việc nhằm đánh giá khách quan toàn diện về công tác thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong ngay tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ, cũng như chức năng tham mưu cho lãnh đạo chính phủ chỉ đạo điều hành thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Từ đó phát hiện ra những bất cập về chính sách pháp luật trong lĩnh vực này để hoàn thiện, đồng thời xác định những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Nội vụ đã tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 268 tỷ đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tiết kiệm, cắt giảm vốn đầu tư công trên 94 tỷ đồng. Bộ là đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, số biên chế công chức giảm 10,16%, biên chế sự nghiệp giảm 15,23% so với năm 2015. Nhấn mạnh, Bộ Nội vụ có vai trò quan trọng trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí bởi cơ quan này gắn chặt với yếu tố con người. Do vậy, các ý kiến đề nghị báo cáo cần làm sâu sắc thêm việc thực hiện chính sách cán bộ và thu hút nhân tài, công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực Bộ phụ trách. Đề cập đến vấn đề chảy máu chất xám, thì chảy máu chất xám cũng chính là một cái sự lãng phí nguồn lực rất lớn. Thế và dưới giác độ là một bộ mà tham mưu phục vụ cũng như là có những cái chính sách thu hút cán bộ, thu hút nhân tài cũng như là quản lý cán bộ, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta nên mở rộng cái đánh giá để nhìn nhận cái vấn đề nó sâu sắc hơn. Trong thời gian vừa qua thì chính sách cán bộ của chúng ta có thu hút được nhân tài hay không, có phát huy được hiệu quả cái trình độ cũng như là cái ngọn lửa nhiệt huyết của cán bộ trong bộ máy hay không. Để phục vụ cho đoàn giám sát thì chúng tôi thấy rằng là trong cái thời lượng trong báo cáo rất là ít, đặc biệt là các cái số vụ, số cuộc thanh tra kiểm tra và kết quả xử lý như thế nào, thì cái này thì đề nghị công chí có thể là mà có liên quan đến cái thất thoát lãng phí. Bên cạnh đó, các ý kiến thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Nội vụ đánh giá rõ hiệu quả kinh tế của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, việc thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính.